Dũng sĩ Hetman, tập 78, Nữ thần Kim Tinh. Nhắc lại tập trước, khi vượt ra khỏi bầu khí quyển thì Akron đã xuống sức phải thu nhỏ người lại. Ngờ đâu phía dưới, phía trước dày đặc hơi độc cyanua khiến hắn hoảng hốt lùi lại. Không được rồi, đành phải quay trở xuống ẩn nó một thời gian đã. Hắn bèn tức tốc quay trở xuống, sợ hít phải khí độc. Ác nôn ẩn mình ở một nơi cách xa lâu đài nên không ai biết được. Bây giờ tại lâu đài Mãnh Sư, các nhà bác học được yên tâm nghiên cứu các công trình khoa học khác. Thưa giáo sư, chúng tôi đã chế tạo xong bộ máy tái tạo năng lượng dự phòng nữa rồi. Ồ thế thì tốt lắm, từ nay Hetman khỏi phải lo hết năng lượng nữa. Sắp tới đây, quý ngài định nghiên cứu về vấn đề gì nữa? Chúng tôi đang tiến hành chế tạo cỗ máy tàng hình cho tất cả mọi người. Tàng hình bằng tín hiệu à? Đúng vậy, nhưng cần phải có một trường bức xạ đặc biệt mới hy vọng thành công được. Được rồi, tôi sẽ cùng phụ một tay với các ngài để công việc hoàn thành mau chóng hơn. Trong số các nhà bác học được các bạn cứu thoát có một người ở sao Kim tên là Anpher. Do được xác đin gài vào trong đội ngũ các nhà bác học nên Anpher toan tính âm mưu mới. Lợi dụng lòng tốt của các bạn, Anpher mặc sức ra vào lâu đài và tìm hiểu các bí mật trong Hetman. Hắn bèn ghi lại chi tiết tất cả các bí mật về sơ đồ phòng thủ của Arus rồi tìm cách trốn thoát. Dịp may đã đến, sáng hôm ấy, Anpher, hôm nay ông cùng ngài Dezit đến căn cứ phía tây lấy các mẫu quặng về nghiên cứu nhé. Anpher và Dezit lên phi thuyền rồi bay đi. Dezit nhìn vào buồng đồng hồ năng lượng lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Ủa Anpher, chúng ta chỉ đi đến căn cứ thôi, sao lại phải nạp năng lượng nhiều vậy? Bất ngờ Dezit thấy Anpher chĩa súng thẳng vào người mình. Anpher, Anpher, ông định làm gì thế? Làm gì hả? Ha ha, ngươi trung thành với bọn Arus lắm mà. Ăn tội đi. Việc gì vậy Anpher, vì sao lại muốn giết tôi? Nhưng Anpher đã bóp cò kết liễu Dezit trong nháy mắt. Đoạn hắn quan sát Dezit ra khỏi phi thuyền. Ha ha, bây giờ phi thuyền này đã thuộc về ta. Lúc ấy ở dưới đất, Arknon vừa nhìn thấy. Hà hà, cơ hội đến rồi đây. Hắn bèn phóng vút lên bầu trời, rồi đuổi theo chiếc phi thuyền của Anpher. Arknon phá cửa đột nhập vào phi thuyền không mấy khó khăn. Hắn bèn xông vào phòng lái tấn công Anpher ngay từ phút đầu, định cướp lấy chiếc phi thuyền bốp. Song Anpher đã kịp chụp lấy súng bắn thẳng vào hắn. Arknon xoay người né tránh rồi lao tới. Anpher không phải là đối thủ của Arknon nên bị trúng đòn liên tiếp. Đừng giết, đừng giết tôi, ông là ai? Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa biết hả? Ta là bạo chúa vũ trụ Arknon đây. Arknon trời ơi, tôi là người của Sakdin đây mà. Hả? Ngươi nói thật không đấy? Thật mà, tôi đã cướp chiếc phi thuyền này của bọn Arus để trốn thoát đấy. À thì ra là thế, ngươi định đi đâu bây giờ? Tôi định đi đến sao Kim để cầu cứu nữ thần Kim Tinh để trả thù bọn Arus đây. Nữ thần Kim Tinh à, còn lâu đời nào nó chịu nghe lời của chúng ta. Tôi đã có cách, chúng ta sẽ giả vờ vu khống Hetman, mụ ta sẽ tin và ra tay giúp đỡ. Được lắm, nhưng bằng cách nào? Chúng ta sẽ nói rằng bọn Arus đang thâu tóm các nơi và định đưa Hetman tiến đánh sao Kim để thống trị, cô ta sẽ tin ngay. Hà hà, được đấy, tăng hết tốc độ đi. Khi ấy tại lâu đài Mãnh Sư, lạ quá nhỉ, đúng ra giờ này Dezit và Anpher phải về rồi. Hay là họ gặp nạn ở đâu rồi? Đúng lúc đó Hóc chạy vào. Thưa giáo sư, nguy rồi, có chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy? Dân chúng vừa báo tin có một xác chết ở trên triền núi. Ồ, thế thì chúng ta đi đến nơi ấy xem sao. Gekko và Kip phóng vút đi ngay. Chỉ một lúc sau, hai người đưa xác Dezit trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Anpher đã thủ tiêu Dezit để cướp lấy phi thuyền. Nhưng Anpher làm thế để làm gì chứ? Ông ấy người ở đâu? Ông ấy người ở sao Kim thuộc Thái Dương hệ gần trái đất nhất. Sao Kim à, ở đấy có nữ thần Kim Tinh, cô ấy là một người rất tốt mà. Chắc Anpher có âm mưu gì đây, chúng ta lên đường đi ngay đi. Các bạn vào trong Hetman và khởi động phóng vút lên rời khỏi Arus.
Hetman tăng hết vận tốc bay vút về sao Kim. Bấy giờ phi thuyền của Anfer và Agnon cũng vừa đáp xuống sao Kim. Cả hai giả làm nạn nhân tìm cách thuyết phục nữ thần Kim Tinh. Venus, xin nàng hãy nghe lời chúng tôi. Không, ta biết Ares mà, họ là những người tốt. Ngươi bị kẻ khác bắt cóc chứ phải có phải Hetman đâu. Nhưng chính tôi và anh bạn ác nôn của tôi đã bị hắn hành hạ, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Ta không tin, người Ares không bao giờ muốn làm bá chủ vũ trụ đâu. Được rồi, tôi đã khuyên can mà nàng không nghe, thế nào thằng Hetman ấy cũng đến tấn công nơi này cho mà xem. Ngay lúc đó, thưa quận chúa, radar vừa phát hiện Hetman sắp bay xuống đây. Hừ, thật thế à? Đấy, tôi đã nói rồi mà nàng không tin. Hừ, biết đâu được, họ đến đây vì chuyện khác thì sao? Không còn chần chờ được nữa, Anfern liền nháy mắt ra hiệu cho Agnon xông tới. Hừm, cô em không muốn thì ta dùng biện pháp mạnh vậy. Nhanh như cắt, Anfer chạy đến tháo chiếc vòng khỏi tay nữ thần Kim Tinh Venus. Thấy vậy, nữ thần Venus liền phóng luồng điện cực mạnh nhằm đẩy Agnon văng ra. Ngờ đâu Agnon là một quái nhân nên hắn hút hết nguồn điện của nàng trong nháy mắt. Ha ha, giờ đây nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Anfer, đưa chiếc vòng năng lượng đây cho ta, rồi nhốt nó lại đi, ha ha. Hừm, Anfer đồ phản bội. Trong lúc Anfer đưa Venus đi, Agnon mang chiếc vòng vào tay. Ha ha, từ nay ta đủ sức sử dụng kiếm thần Kim Tinh rồi. Hắn phóng lên trên bệ rồi chiếu thẳng chiếc vòng vào vách đá như lời Anfer dặn. Quả nhiên một phiến đá như bị nam châm hút tuôn ra ngoài. A ha, đúng rồi. Agnon thò tay vào trong và rút ra một thanh kiếm. Ồ, thanh kiếm thần Kim Tinh đây rồi, thật là tuyệt. Lúc ấy Anfer cũng vừa bước lên. Ồ, ngài đã đoạt được kiếm thần rồi à? Bất ngờ Agnon chĩa thẳng mũi kiếm vào Anfer. Đúng vậy, để ta thử công dụng của kiếm thần xem sao. Trời ơi, đừng Agnon, sao ngài lại giết tôi, chúng ta là bạn mà. Hà hà, vì ngươi biết nhiều bí mật quá, không nên sống làm gì nữa. Anfer chưa kịp phản kháng thì Agnon đã ra tay nhanh như chớp. Các vệ binh của nữ thần Kim Tinh thấy vậy thì kinh hoàng lùi lại. Từ nay tất cả phải nghe theo lệnh ta, đứa nào trái lời thì hãy xem gương của thằng Anfer đấy. Lúc ấy ở bên ngoài Hetman cũng vừa đáp xuống. Hai cậu ở lại đây cùng Hetman để tớ vào trong thương lượng xem sao. Đừng, cậu để tớ và Huy Hùng vào do thám trước đã. Gatko và Huy Hùng liền ra khỏi Hetman tiến đến. Cả hai đi thẳng vào trong lâu đài của nữ thần Kim Tinh. Ủa, sao nơi này vắng lặng quá vậy nè, hay là có chuyện gì rồi? Đúng lúc đó thì từ phía sau một lưỡi gươm khổng lồ chém xuống, song hai bạn đã nhanh nhẹn né được. Đó chính là Agnon, cây kiếm thần Kim Tinh cũng biến thành khổng lồ như hắn. Hắn tiến lại gần Hetman. Ha ha, bây giờ Hetman đã thuộc về ta. Nhưng hắn đã lầm, vì trong phòng lái kíp đã nhận ra hắn, liền cho Hetman ra đòn nhanh như chớp. Đoạn tung cúi đá cực mạnh đẩy hắn văng ra xa. Dầm. Hừm, thì ra bọn mày có người ở trong buồng lái à? Hetman liền rút gươm ánh sáng và bật búa thần lên để nghênh chiến. Đã vậy thì hãy xem kiếm thần Kim Tinh của ta ra tay nè. Cả hai lao vào nhau, công phá quyết liệt. Kiếm thần Kim Tinh quả là vô cùng lợi hại, chỉ có gươm ánh sáng mới đương cự nổi nó. Lợi dụng lúc đó, Huy Hùng và Catco chạy thẳng vào trong lâu đài. Sau khi nghe các vệ binh kể lại mọi chuyện, Gatko liền hỏi, thế bây giờ nữ thần Venus ở đâu rồi? Chúng nhốt nàng ở dưới hầm ngầm nhưng không cứu được đâu. Chung quanh đều bị gài mìn, đụng vào ổ khóa thì nổ ngay. Ồ, điều đó thì dễ thôi, đưa chúng tôi đến đó đi. Sau một lúc mọi người đến nơi. Venus đấy hả? Chúng tôi đến cứu nàng đây. Gatko liền nhấn nút tàng hình. Sau đó cậu hiện hình ở trong phòng giam. Ồ, anh tàng hình được à? Chúng ta phải thoát ra ngoài mau. Gatko liền đưa nữ thần Kim Tinh độn thổ ra bên ngoài. Bấy giờ Hetman và Agnon vẫn đang chiến đấu rất quyết liệt. Lúc ấy Gatko cũng vừa đưa nữ thần trồi lên mặt đất. Hắn đang mang chiếc vòng tay của tôi nên có sức mạnh ghê gớm lắm, rất khó tiêu diệt được. Quả thật nhờ chiếc vòng năng lượng nên kiếm thần tỏ ra dũng mãnh khác thường, búa thần của Hetman cũng không đương cự nổi. Trời ơi, hắn phá hủy búa thần rồi. Gatko định lao ra tiếp cứu nhưng thần liền ngăn lại. Khoan đã, không được đâu.
Chỉ có gươm ánh sáng mới cự nổi kiếm thần. Nếu ra ngoài anh sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Thế không lẽ chúng ta chịu thua hắn à? Không đâu, ta sẽ tìm cách đoạt lại chiếc vòng. Thì kiếm thần sẽ mất tác dụng. Nhờ có kiếm thần kim tinh nên ác nôn vẫn hung hăng lao tới. Kíp vẫn dũng mãnh đưa gươm ánh sáng ra chống đỡ. Rồi bất ngờ xoay người, đâm thẳng vào hắn. Ngờ đâu ác nôn chỉ những đòn, hắn nhanh nhẹ lách người qua rồi đâm thẳng vào Hetman. Tay trái của Hetman bị kiếm thần đâm trúng hư hỏng nặng. Ha ha, hôm nay ta sẽ xóa tên Hetman khỏi thiên hà. Nhưng Kíp đã khởi động cho Hetman bay lên tránh né đường kiếm của hắn. Kíp sợ Hetman không đương cự nổi nên bay vút đi để trốn thoát. Gatko và Huy Hùng cứ yên tâm, tớ đưa Hetman về trái đất để sửa chữa, tớ sẽ quay lại ngay. Được rồi, bọn tớ sẽ cùng nữ thần Venus tìm cách khống chế kiếm thần của hắn. Nói xong, Gatko cùng nữ thần Venus bay về lâu đài nhanh như chớp, khiến Agnon không trông thấy. Bay vòng ra phía sau ngay, cần phải nạp năng lượng gấp, tôi đã có cách trị hắn. Anh hãy ở đây canh giữ giùm tôi nhé. Venus một mình bước vào trong hang tối om. Ngọn lửa thần kỳ kia rồi. Hỡi lửa thần, hãy cho ban thêm sức mạnh cho ta. Một luồng sáng xanh chiếu thẳng vào người nàng. Venus sáng rực như một ngôi sao, biến thành người khác hẳn. Sau đó nàng phóng vút ra khỏi tháp. Gatko nhìn lên ngạc nhiên. Trời ơi, nữ thần kim tinh thật là kỳ lạ. Venus đáp xuống đất, người sáng lấp lánh. Tắt ánh sáng ấy đi, tôi không chịu nổi nữa. Venus liền tắt ánh sáng trở thành người bình thường. Tôi sẽ dùng nguồn sáng ấy để đoạt lại kiếm thần kim tinh. Bấy giờ Agnon đã thu nhỏ người lại vào trong lâu đài. Hừm, bây giờ ta sẽ là bá chủ ở đây. Hắn xuống hầm và phát hiện nữ thần kim tinh đã trốn thoát. Hừ, ai đã giải thoát cho nó hử? Thưa ngài, chúng tôi đâu có biết, ngài gài mìn hết cả mà. Đúng lúc đó Huy Hùng liền bất ngờ ra tay. Đoạn tung luồng điện thấu kính ra tua tủa, nhưng hắn đã kịp thời rút kiếm thần ra che lại. Lợi dụng lúc đó, tất cả vệ binh liền chạy ra khỏi lâu đài trốn thoát. Huy Hùng vừa kháng cự vừa tìm cách đẩy hắn về phía gài mìn. Nhưng kiếm thần kim tinh của hắn quả là lợi hại, Huy Hùng phải đối đầu rất khó khăn. Cậu liền phóng điện vào bãi mìn cho nổ tung, rồi bay vút ra khỏi lâu đài trốn thoát tìm cơ hội khác. Các vệ binh đã bỏ đi nên chỉ còn một mình ác nôn. Hắn tức giận gầm rú như một người điên suốt cả đêm. Sáng hôm sau hắn bước ra khỏi lâu đài. Hừm, đã vậy ta sẽ đến Aros săn bằng tất cả luôn. Nữ thần Venus và các bạn núp gần đấy nhận biết tất cả. Phải tìm cách ngăn hắn lại ngay. Agnon liền phóng vút lên bầu trời định bay đi. Bất ngờ một quả đấm vô hình của Gatko chặn lại văng xuống đất. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì hắn thấy Gatko đã hiện nguyên hình biến thành khổng lồ. Gatko tung nguồn điện chết để ngăn không cho hắn biến thành khổng lồ. Nhưng đã trễ vì hắn đã vùng dậy biến thành khổng lồ rồi rút kiếm thần ra khỏi đao. Hắn xông thẳng vào Gatko như một con thú dữ vồ mồi. Không có vũ khí trong tay nên Gatko phải chiến đấu rất là khó khăn. Càng lúc Gatko càng bị hắn dồn vào vách núi. Cậu muốn thu nhỏ người lại để độn thổ nhưng không được vì phía dưới là đá. Đang lúc nguy cấp thì Huy Hùng đã xông đến. Vì hắn có mang chiếc vòng năng lượng nên luồng điện thấu kính không hề hấn gì đối với hắn. Ngờ đâu Hetman đã sửa chữa xong bay đến kịp thời để giải cứu các bạn. Cuộc chiến trở nên ngang sức hơn, Hetman tấn công hắn nhiều phía để hắn mất sức dần. Anh cố gắng xông vào gỡ chiếc vòng ra nhé. Venus nói xong liền phóng vút lên cao. Đoạn biến thành khổng lồ phát sáng lên một cách kỳ lạ. Ánh sáng ấy làm ác nôn chói mắt của quạng lùi về phía sau. Thấy vậy, Huy Hùng nhanh nhẹn phóng vút lên. Cậu bám chặt vào tay hắn mà hắn vẫn không hề hay biết. Nhanh như cắt, Huy Hùng tháo chiếc vòng ra quăng về phía Venus. Khi ác nôn hay được thì đã muộn, chiếc vòng đã bay mất dính chặt vào tay nữ thần kim tinh Venus. Hừm. Hắn tức giận chụp lấy Huy Hùng, bóp chặt vừa chống đỡ vừa tìm cách thoát thân. Mất chiếc vòng năng lượng của hắn chống cự rất là yếu ớt, bị Hetman đánh văng mất kiếm thần. Từ trên cao, Venus lao xuống chụp lấy thanh kiếm như tia chớp. Đoạn phối hợp cùng Hetman tấn công vây chặt lấy hắn.
Acnon bị xuống sức dần nên vừa lùi ra xa bãi đất trống, hắn liền nắm chặt Huy Hùng rồi độn thổ xuống đất. Nguy rồi, hắn tìm đến mỏ năng lượng đấy, chúng ta đến đó chờ sẵn trước đi. Quả thật, vô tình Acnon độn thổ đến mỏ năng lượng phía sau lâu đài. Tốt lắm, nhân cơ hội này ta sẽ nạp năng lượng lên quyết chiến với hắn. Năng lượng được nhanh chóng qua người hắn. Hắn không ngờ rằng năng lượng cũng đã chuyển qua thấu kính của Huy Hùng. Cậu liền phóng điện thoát ra khỏi tay hắn dễ dàng. Huy Hùng bỏ mặc hắn độn thổ lên mặt đất. Vừa lên đến nơi thì đừng chém tới đây mà, chuẩn bị chiến đấu đi, hắn ở dưới đấy. Song Acnon đã đoán trước nên sau khi nạp xong năng lượng, hắn tung cả một khối tháp vào người Hetman. Nhưng Hetman đã chuẩn bị sẵn vung gươm chém, làm đất đá đổ xuống ầm ầm. Đúng lúc đó thì hắn trồi lên tung những luồng sét vào Hetman. Vì cùng nạp chung nguồn năng lượng nên nữ thần Kim Tinh đưa kiếm thần ra trận lại dễ dàng cho Hetman. Đoạn sẵn đà tung cúi đá như sấm sét vào người hắn. Hetman liền lao tới dùng gươm ánh sáng chém xa xả vào hắn, không cho hắn thoát thân. Hắn định tàng hình nhưng không được, vì lưới tử ngoại bủa vây khắp nơi, không còn cách nào khác, hắn bèn liều chết xông vào. Hừm, đã vậy thì ngươi đừng hòng thoát chết. Cả Hetman và Mê Nớt liền xông đến, dùng những ngón đòn cực hiểm quyết triệt hạ hắn. Acnon không còn phương kế nào khác, bèn bay vút lên để thoát thân, nhưng đã bị cú đấm vô hình của các cô cản lại lần nữa. Nữ thần Kim Tinh liền vung gươm lên hét lớn, tránh ra đi gắt cô. Kiếm thần phát sáng lên rồi được chiếc vòng điều khiển phóng vút đến. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, Acnon hốt hoảng bay vòng khắp hướng để tránh né, nhưng kiếm thần vẫn đuổi theo sát nút. Thật là kỳ diệu, Venus điều khiển kiếm thần lạ quá nhỉ. Venus liền phất mạnh tay ở dưới đất. Phía trên cao, kiếm thần phóng vút đến kết liễu đời Acnon trong tiếng nổ dữ dội. Đoạn nó bay ngược trở lại, trở xuống cắm vào bao kiếm của nàng. Sau đó mọi người thu nhỏ người lại. Venus bảo, đáng đời tên giang ác, tôi biết các anh là những người tốt mà. Chúng tôi luôn mong sống hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc mà thôi. Tạm biệt nữ thần Kim Tinh, chúng tôi trở về đây. Hết.